Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với các bạn. Và nếu như các bạn đã đang xem được phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá. Được không nào? Các bạn ơi, các em đã lên chưa? Đã khá là lâu rồi thì chị không phát trực tiếp cùng với các em. À, chị tin là có nhiều bạn. Chị tin là có nhiều bạn à, 2K2 ở trong thời điểm hiện tại thì đang rất lo lắng về điểm thi của mình. Còn lại thì các bạn 2K3 cũng đã sẵn sàng cho cái hành trình tiếp tục của chúng ta rồi phải không ạ? À, còn một số bạn 2K2 ở Đà Nẵng và Quảng Nam thì vẫn chưa được thi tham dự cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng không? Không có cách nào khác ngoài việc là mình phải chờ đợi thôi. Sao? Các em dạo này thế nào? Ừ, xin chào em. Chị biết mà, chị biết là có rất là nhiều bạn 2K2 đang ở đây. Nếu như mà có thể thì hãy tác các em 2K3 vào trong phần livestream này giúp cho chị Hiên nhá Được không nào? Ok, xin chào các bạn, xin chào các em Hiện tại đã có 350 bạn đang xem phần livestream này rồi Ngày hôm nay tưởng là phát thì sẽ không có ai xem cô Kiểu như là sợ là kiểu các bạn quên chị Hiên là ai rồi á Ừ, chị nhớ mà Hồng ơi Hello Nguyễn Hồng, xin chào em, chị nhớ mà Ừ Thế nào tình hình ở nhà các bạn 2K2 thì sao? ăn uống ngủ nghỉ dạo này điều độ chứ hả? Đúng không? Rồi thì đợi chờ điểm đúng không? Ôi các em ơi, Hà Nội đột nhiên đang mưa cực kỳ cực kỳ là lớn luôn ấy. Đang mưa rào, các em có nghe thấy tiếng mưa không? Ừ, hãy giúp chị tác các em 2k3 vào đây nhá. Coi như là một cái sự giúp đỡ của các bạn dành cho chị, được không nào? Trong này có ai thi văn sử địa không khối C à? Ừ. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào Ánh Ngọc, xin chào Thái Anh, xin chào Như Quỳnh xin chào các em chán lắm chị á à? <laughs> à chán lắm à <laughs> chị biết mà thời gian vừa rồi ấy chị biết là thời gian này sẽ là cái thời gian mà giống như kiểu là cái thời gian để các em hồi phục lại bây giờ được ăn được ngủ nghỉ các kiểu sướng thế còn gì lại bảo chán lúc học thì lại bảo là ôi chị ơi mệt quá thế lúc thi xong rồi thì lại bảo là ôi chị ơi chán quá thì không biết là phải làm nào để có thể gọi là vừa lòng mấy đứa này được ừ uhm. Ok, xin chào Hoài Linh, xin chào em Em 2K2 đây chị ơi Đợi mọi người một chút nhá Lâu lắm rồi, không phát trực tiếp cùng với các bạn Nên là 2K3 cho chị xin phép trò chuyện với canh chị 2K2 một chút xíu Xin chào Dưa Hấu, xin chào em, xin chào À, em chào chị, em 2K3 Ok Có bạn nào đây là lần đầu tiên nghe phần livestream của chị không ạ? Có bạn nào đây là lần đầu tiên tham gia vào phần livestream của chị Hiên không nhở? Ok, xin chào đoàn mùi, xin chào em xin chào văn quý xin chào khánh xin chào các bạn lại chán lắm đấy các anh chị các em thấy không đấy là chân dung của các em sau một năm sau như giống như các anh chị 2 k hai đấy ở cái thời điểm này cũng sẽ bắt đầu than là ôi chán quá các thứ lúc thi thì ôi mệt quá bây giờ được chơi thì lại ôi chán quá khi nào đỗ đại học thì là ôi sướng quá đúng không <laughs> rồi các bạn ơi à chúng mình sẽ cùng nhau đến với à, em nghe mãi à À em lần đầu đúng không? Ok, xin chào Quỳnh Giang, xin chào em Các bạn thân mến, ngày hôm nay chị rất muốn được cung cấp cho các bạn về một cái bài văn mà các bạn có thể tham khảo à, Có thể là các bạn chưa học tác phẩm này Thế nhưng khi đến với chương trình ngữ văn lớp 12 đặc biệt ở trong mảng văn xuôi Chúng ta sẽ được làm quen với một trong số những cái tác phẩm rất là quen thuộc của một nhà văn cũng quen thuộc đối với các bạn. Bởi vì năm lớp 9 ấy thì chúng ta có được học một cái truyện ngắn có nhân vật ông Hai là nhân vật chính á, mang tên là truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Và các bạn bước đến chương trình lớp 12, các bạn cũng sẽ tiếp tục được học một trong số những tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Kim Lân. Đó chính là tác phẩm Vợ nhặt. Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã đã các bạn 2k3 đã đọc tác phẩm vợ Nhật của nhà văn Kim Lân chưa ạ? À? à, lần đầu xem livestream của chị à. Xin chào Ngọc Hương nhá. Xin chào em. Xin chào các bạn. Cảm ơn các em vì đã bớt chút thời gian của mình để có thể xem cái phần livestream trong buổi ngày hôm nay cùng với chị. À. <laughs> Rồi, các bạn ơi, nào. À, thực ra thì giờ phát trực tiếp của chị hiên thường kiểu bị xáo trộn lắm nó giống như con người chị ấy kiểu vậy đôi khi cũng kiểu xáo trộn và không giữ được cái sự ổn định kiểu kiểu vậy nhưng mà được một cái là lúc nào cũng rất là năng lượng lúc nào cũng rất là nhiệt tình rất là nhiệt huyết và chị nghĩ đó là một trong những cái à, gọi là ưu điểm lớn nhất của team học văn chị hiên rất là tận tâm tận tụy và nhiệt tình cùng với các bạn à thế à các bạn chưa đọc về chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn kim lân à Ok, nếu như mà các bạn chưa đọc thì chị sẽ có một cái phần dẫn nho nhỏ để cho các bạn hiểu được cái tác phẩm này Và hiểu được cái bài văn ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ cùng với các em nhá Ôi chị cũng nhớ Huyền lắm <laughs> Chị cũng nhớ Huyền lắm Em còn chưa được thi à? Cố gắng lên nhá ừ, Ok, xin chào các bạn 2K2 Chị biết và chị biết là các bạn vẫn dành cái sự quan tâm đặc biệt cho chị mà Và đó là cái điều mà chị cảm thấy vui nhất đấy Thực sự là như vậy, đó là cái điều mà chị cảm thấy vui nhất <laughs> ok xin chào các em Nào các anh chị 2K2 ơi Tác các bạn 2K3 vào để giống như là một cái sự giúp đỡ giúp cho chị nhá Được không? Ừ, xin chào các em Xin chào Quỳnh Như Chưa đọc trọn vẹn một văn bản nào hả? À ok Rồi các bạn ơi đợi chị một chút Chị sẽ lấy một cái tờ giấy để chị dẫn nhập cho các bạn để các bạn hiểu Rằng tại sao lại là cái bài văn ngày hôm nay trước đã Ok không ạ? À? Đợi chị chút nhá Đợi chị chút Đây rồi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Đây ạ. À. Đây, chị sẽ nói cùng với các bạn một chút về 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 phần này. Hai k 1 cũng vào xem luôn à? <laughs> Rất là cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, ở trong chương trình Ngữ văn lớp 12 trong mảng văn xuôi chúng ta có một cái tác phẩm mang tên gọi là vợ nhặt. đây là một trong số những cái tác phẩm tiêu biểu của nhà văn kim lân và thể loại là chuyện ngắn không ạ à, thể loại là chuyện ngắn được không các bạn nhìn thấy chị chưa ạ à đây là tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân và thể loại là chuyện ngắn được chưa chị sẽ nói với các bạn nhé chuyện ngắn vợ nhật của nhà văn kim lân kể về nhân vật chính tên là chàng hay còn gọi là nhân vật anh cu chàng được không ạ và cái bối cảnh để nảy sinh cái tình huống chuyện này á đó là bối cảnh nạn đói năm 1945 được không ạ nếu như mà cần thêm thông tin thì các bạn có thể lên Google các bạn search ra về cái nạn đói năm 1945 Để chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà nó gian khổ như thế nào Nhiều vất vả như thế nào và bản thân tức là gì ạ Cái vị cái cảnh về nạn đói năm 1945 nó khủng khiếp ra sao Ok chưa ạ Nhá Tiếp tục này Chúng ta sẽ thấy rằng là nhân vật chính ở trong tác phẩm này là nhân vật chàng đây là một người dân của xóm ngụ cư Đây là một cái anh thanh niên Của xóm ngụ cư à, Là dân ngụ cư này Được không ạ à? Là dân ngụ cư này Sống cùng với mẹ già Được không ạ à? Và đây chính là cái nhân vật số 2 Ở trong tác phẩm này Đó là nhân vật bà cụ tứ Được không ạ à? Đây là mẹ của anh cu trà Được không nào đây là mẹ của anh cu chàng ok chưa ạ anh này thì là dân ngụ cư tức là cái tầng lớp ở dưới đáy xã hội được không nào à vừa nghèo này vừa xấu này tính lại còn hơi dở tính này được chưa nào công việc thì làm nghề gì ạ kéo xe bò thuê này Tức là công việc như thế nào hả à các bạn Công việc không hề ổn định đúng không không ổn định và với tất cả những cái mà chúng ta thấy ở đây nhân vật chàng có trong mình thì chắc chắn là gì ạ chàng sẽ phải ấn định một cái số phận là ế vợ rồi nhưng mà một cái tình huống chuyện đã rất là bất ngờ đã xảy ra và cái tình huống chuyện này thì gắn liền với tên gọi của chuyện ngắn này đó chính là vợ nhặt được không ạ thì chúng ta thấy rằng là trong cái hoàn cảnh nạn đói năm 1945 như vậy Chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta thấy rằng là anh cu chàng lại nhặt được vợ Được không ạ? À? Và người vợ mà anh nhặt được ấy Là người vợ nhặt đấy Là nhân vật số 3 Ở trong tác phẩm này Đây là gì ạ? À? Không có tên gọi gì cả đâu ạ à. Chỉ được gọi bằng một cái từ mà hay dùng để chỉ những cái người con gái những người phụ nữ ngày xưa thôi đó chính là thị được không ạ à? hay còn gọi là nhân vật người vợ nhặt được chưa vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có ba nhân vật chính ở trong cái tác phẩm này bao gồm chàng người vợ nhặt và bà cụ tứ bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nhân vật khác bao gồm đó chính là người dân xóm ngụ cư được không ạ? À? Người dân xóm ngụ cư Và trước đó còn có hình ảnh của những cái cô con gái Mà chính là những cái người đẩy thị ra Khi mà anh cu chàng anh ấy hò mấy câu hò tầm phơ tầm phào cơ Ok chưa nào? Nhá Thì câu chuyện này được kể lại như sau Các bạn 2K2 ơi Rất là cảm ơn các em Bởi vì các bạn đã rất là nhiệt tình Tắt các bạn 2K3 vào đây giúp cho chị đó là một cái điều mà chị cảm thấy hạnh phúc lắm, vì khi mà các em đã học xong cùng với chị và đồng hành xong cùng với chị rồi, thì các em lại quay trở lại và giúp đỡ cho các em 2K3. Đó là một cái việc làm mà bản thân chị nghĩ rằng là nó rất là nhân văn. Và chị hy vọng là các em sẽ giúp đỡ chị nhiệt tình hơn, đó cũng sẽ là cái cách giúp đỡ cho các bạn 2K3 nhiệt tình hơn. Mình là người đi trước mà hỗ trợ cho các em nhá. Được không nào? Rồi bây giờ chị sẽ tóm tắt qua để chúng ta sẽ cùng đến với cái bài văn ngày hôm nay với chị này được không nào? Câu chuyện kể về nhân vật chàng là một người dân xóm ngụ cư với ngoại hình xấu xí, nghèo, sống cùng với mẹ già trong một ngôi nhà nhỏ ở ven sông. Anh cu chàng được giới thiệu trước mặt bạn đọc là một người vừa nghèo vừa xấu xí lại hơi dở tính, làm công việc là kéo xe bò thuê và tất cả những cái điều đó đã ấn định cái số phận ế vợ của người đàn ông này thế nhưng trong một lần đi kéo xe thắp à, kéo xe thóc kéo xe thóc thuê cho liên đoàn lên tỉnh thì à, giữa buổi trưa anh ấy đã hò một câu hỏi cho bớt nhọc đó là muốn ăn cơm trắng mấy giò ra đây mà đẩy xe bò với anh và có tức là ở bên cạnh cái chỗ uh, bên cạnh ở trên tỉnh đấy thì uh, mấy cô ả đã đẩy một cái cô này ra và cô này đã lon ton ra đẩy xe bò cho anh cu chàng thật. Thế nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho đến một hôm gì ạ cho đến mấy hôm sau khi mà anh cu chàng đang ngồi uống nước ở cổng chợ thì ở từ đâu có một người phụ nữ sầm sập chạy đến lúc này thì anh cu chàng rất ngạc nhiên và không biết được rằng là đó là ai cả cho đến khi mà cô ả à chanh chua à, trao chát chồng lòn và nói rằng là dạ à, vòi ăn một cách trắng trợn nói rằng là đã hứa như vậy mà không giữ lời hứa và sau đó thì anh cu chàng đã hào phóng đãi thị bốn bát bánh đúc và buông một cái câu đùa tầm phơ tầm phào rằng là à, Này nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về và chính cái lời bông đùa tầm phơ tầm vào đó Đã giúp cho hai con người xa lạ này trở thành vợ thành chồng của nhau à, Chính cái sự kiện này đã gây ra một cái biến chuyển rất lớn Trong tâm lý của anh cu chàng của người vợ nhặt và đặc biệt là khi về đến nhà Thì bà cụ tứ hiểu ra cơ sự Đã người mẹ hiền hậu này đã chấp nhận nàng dâu Bởi vì à, nàng dâu cũng là một người cư xử rất là đúng mực Và để rồi buổi sáng hôm sau Cả ba con người này trong một cái gia đình bé nhỏ Đã thắp lên những cái niềm tin về hạnh phúc Về hy vọng ở trong bữa cơm ngày đói Hình ảnh kết thúc ở trong chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Là hình ảnh à, anh cu chàng thấy trong đầu mình Những cái suy nghĩ tiếc rẻ vẩn vơ Và như thế nào nhỉ? À và thấy ra rằng là ở trong đầu mình bây giờ cứ xuất hiện hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và đoàn người đi phá kho thóc Ok chưa nào? Hãy nhớ giúp chị nhá Đó chính là gì nhở? À đó chính là cái quan trọng nhất của chúng ta Đó là cái bối cảnh ra đời của truyện ngắn này là vào năm 1954 Và các nhân vật chính của tác phẩm này là chàng, là bà cụ tứ và là người vợ nhặt Ok chưa ạ? Kỷ niệm bùa về à? <laughs> chị cũng nhớ các bạn lắm Chị chúc là hôm 20 mấy nhỏ 27 các em biết điểm đúng không? Chị mong là các bạn sẽ nhận được những cái số điểm thật là cao và sẽ đỗ vào đúng cái nguyện vọng mà bản thân các em mong muốn. Ok không ạ? À? Nhá, sẽ đỗ vào đúng cái nguyện vọng mà bản thân các bạn mong muốn đó là cái điều mà chị mong mỏi nhất từ các bạn. Còn bây giờ thì sẽ là cái bài văn mẫu của chúng ta. Đề bài của chúng mình như sau ạ. À. Đề bài như sau Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật trong buổi sáng hôm sau trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Từ đó hãy bình luận về tư tưởng nhân đạo của tác giả Tức là gì ạ? Đề bài á, yêu cầu chúng ta phân tích cái phân đoạn này này Đây là hai lần gặp ở chợ nhé Trên đường về nhà nhé Về đến nhà nhé Và buổi sáng hôm sau nhé Thì người ta yêu cầu các em á Phân tích là phân tích cái này được không ạ? À? Là cái phân đoạn của buổi sáng hôm sau Hiểu chị không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, bắt đầu với nhau Các bạn ơi, uh, ngày hôm nay thì uh, là ngày cuối cùng mà cái chiến dịch quay trở lại trường học của 2K3 sẽ kết thúc Tức là ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà các bạn sẽ được mua sách với một cái ưu đãi đó chính là free sách À chị xin lỗi, free ship Chứ không phải là free sách nha, không nhiều bạn lại hiểu lầm Tí nữa lại cứ nhắn tin cho admin bảo ôi chị ơi cho em xin sách miễn phí với Chúng mình sẽ được free ship nha Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà các bạn được miễn phí ship Được không ạ? À? Miễn phí giao hàng Thế nên là chị mong là nếu như các bạn đang thực sự muốn học văn và đang thực sự muốn bắt đầu sớm cùng với chị thì đây sẽ là cái cơ hội rất là thuận lợi cho các em. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể à, chủ động nhắn tin để tìm hiểu về các cái khóa học bởi vì đầu tháng 9 là chị đã có cái lứa học sinh 2K3 đầu tiên rồi. Hy vọng là sẽ có một cái hành trình đồng hành thật là thú vị và thật là bổ ích và giúp cho các bạn có thể đạt được cái mục tiêu của mình ở trong năm nay được không ạ? Cảm ơn các bạn 2K2 rất nhiều vì đang rất là nhiệt tình giới thiệu các bạn 2K3 cho chị. Cảm ơn các em rất nhiều. Bây giờ thì chúng mình sẽ có cái bài văn mẫu ngày hôm nay cùng với chị nhá. Bài văn tham khảo của chúng ta ngày hôm nay như sau ạ. Mở bài như thế này. Tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Tô Hữu từng cất tiếng thơ tha thiết như thế này còn gì đẹp ở trên đời hơn thế người với người sống để yêu nhau quả thật trên đời tình yêu thương giữa người với người là tình cảm đẹp đẽ nhất và đáng trân trọng nhất đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn khốn cùng tình yêu thương sẽ tỏa sáng và là sợi dây diệu kỳ gắn kết những trái tim đưa những phần người cùng nhau vượt qua để đi đến chân trời hạnh phúc nếu bạn còn đang băn khoăn về sức mạnh diệu kỳ của tình yêu thương hãy đọc vợ nhặt của nhà văn kim lân đây là một chuyện ngắn xuất sắc viết về con người trong nạn đói tăm tối, nhưng vẫn giữ trọn hơi ấm của tình thương và niềm hy vọng. Đặc biệt khi đi sâu khám phá, tìm hiểu diễn biến tâm trạng và hành động của những nhân vật vào buổi sáng hôm sau trong chuyện ngắn này, bạn đọc càng thêm thấm thía cảm động và thêm cảm phục với tư tưởng nhân đạo mà nhà văn Kim Lân truyền tải qua tác phẩm của mình. Các bạn ơi, đây là một cái cách mở bài rất là mới đối với các bạn đúng không tại vì bình thường á là các bạn sẽ chỉ mở bài theo kiểu là trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ là tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. cả cuộc đời của mình, Kim Lân theo đuổi sự nghiệp viết về đề tài những người nông dân và nông thôn Việt Nam. và một trong số những tác phẩm tiêu biểu của người nghệ sĩ này đó chính là truyện ngắn Vợ Nhặt, để lại nhiều ấn tượng trong lòng độc giả chính là hình ảnh của những nhân vật trong buổi sáng hôm sau sau sự chuyển biến à, gì ạ sau sự chuyển biến đột ngột à, của việc nhân vật chính nhặt được vợ kiểu kiểu như vậy hiểu chị không đấy thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá được không ạ à? nhưng đây sẽ là một cái cách mở bài rất là mới đúng không đây là một cái cách mở bài rất là mới nếu như mà các bạn cần thêm thông tin về sách thì hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên để được tư vấn thêm nhá ok chưa nào tiếp tục này mở bài là như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần thân bài như sau được không ạ à? kim lân được đánh giá là nhà văn của làng quê việt nam với cách viết chân chất mộc mạc và những hình ảnh nhân vật điển hình cho người nông dân chẳng thế mà nhà văn nguyên hồng từng phán về người đồng nghiệp của mình rằng kim lân là một nhà văn một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn dùng hai câu để viết về tác giả tức là cái luận điểm số một bao giờ các bạn cũng phải nói về tác giả tác phẩm mà đúng không nào bắt đầu tiếp tục đến phần tác giả nhé đến phần tác phẩm nhé đến với vợ nhặt tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân. Ta càng hiểu rõ và thấm nhuần hơn về điều này. Tác phẩm được in trong tập truyện Con chó xấu xí, có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngủ cư được viết vào những ngày thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau đó, khi hòa bình lập lại, Kim Lân đã dựa vào một phần cốt truyện cũ và viết lại thành truyện ngắn vợ nhặt. Truyện ngắn này của nhà văn Kim Lân đã tái hiện số phận của con người trong nạn đói thê thảm của nước ta, đồng thời thể hiện được vẻ đẹp tình thương và sức sống diệu kỳ của họ. Ngay trên bờ vực của cái chết, họ vẫn hướng về sự sống, khát khao tổ ấm gia đình, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Thấy không ạ? À? Mở bài nhá, xong nhá. Luận điểm 1 xong nhá. Luận điểm 1 là nói về tác giả tác phẩm, viết hai câu về tác giả và lựa chọn cái đề tài mà người nghệ sĩ này hay viết là gì, dùng thêm một cái nhận định của nhà văn Nguyên Hồng để làm sâu sắc hơn. Sau đó bắt đầu viết về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm rất là ngắn gọn với cái luận điểm số 01 thôi. Ok chưa ạ? À cái cuốn này á, cái cuốn màu hồng hồng này là có giá 139 000 các bạn nhá. 139 000 một cuốn sách. Nói chung là cái cuốn này là khổ A4 rất là to và dày các em ạ. À rất là to và dày đấy nên là các bạn có thể tham khảo ngoài ra các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên nha rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục với nhau chuyển sang cái phần phân tích này bây giờ sẽ là cái phần phân tích này đọc vợ nhặt tôi thường bất giác nhớ tới một ý của bondarev nhà văn người nga này theo nhà văn người nga này thì nghệ thuật sinh ra từ thái cực và xung đột có thể ai đó muốn tranh luận về ý kiến trên nhưng ít nhất thì nó cũng được gì nhưng ít nhất thì nó cũng ứng được với chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân và nhà được xây dựng trên bối cảnh của năm ất dậu, cái năm mà nhiều người nhiều người vẫn quen gọi là năm đói, cái nạn đói của năm ất dậu không bao giờ có thể quên được ấy, có lẽ là tai họa thảm khốc nhất của một dân tộc mà số phận vốn đã gắn với nhiều tai họa giữa bao khốn khổ cùng cực ấy. Một anh cu chàng ngờ nghịch nghèo túng lại bỗng dưng nhặt được vợ, là một người con cái thô, là một người là một người con gái thô kệch cũng chẳng có gì trong tay. Hai số phận éo le bị dồn vào bước đường cùng, hay vì tình yêu thương chắc ẩn đã gặp được nhau và từ nay là đi chung một con đường. Con đường của họ vẫn luôn mấp mé trên ranh giới của sự sống và cái chết thế nhưng thay vì gieo rắc vào tâm trí bạn đọc những đau thương tăng tóc nhà văn kim lân lại đem lên trang giấy ấy ánh sáng của hơi ấm tình người cả ba nhân vật chàng mẹ của chàng và thị đều có những biến đổi về tâm lý và hành động điều đó được thể hiện rất rõ rệt trong buổi sáng hôm sau không còn những bất ngờ ngạc nhiên rụt rè tùi hồ Cả ba nhân vật đã có sự gắn kết trong suy nghĩ và hành động trách nhiệm hơn, gần gũi hơn. Dù trong không khí nạn đói ê chề nhưng vẫn nhưng trong trang văn ấy vẫn cho phép người đọc hướng về một tương lai hạnh phúc và niềm vui rồi sẽ mỉm cười với những con người bất hạnh. Được không ạ? Các bạn ơi, đó có nghĩa là gì? Ở cái đoạn này là chị đang đi khái quát lại để cho người ta hiểu là mình đang định viết về cái gì và dẫn vào cái phần quan trọng nhất là gì ạ? Buổi sáng hôm sau của ba nhân vật OK chưa nào? À, chị khuyến khích các bạn là hãy um, tham khảo những cái cuốn sách mới bởi vì đợt in này thì uh, những cái đề trong cuốn sách này cũng được thay đổi rất là nhiều. Thế là chị cũng khuyến khích các bạn là nếu như có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái cuốn sách mới bởi vì là sách của chị Hiên thì thay đổi liên tục. Có mỏi miệng không? Không, chị không mỏi miệng trọng doanh ạ. À. Chị thấy vui lắm và thấy cảm giác bởi vì mình yêu việc mình làm ấy nên mình chẳng thấy mệt gì cả. <laughs> giống như việc gặp các em ấy chị không cảm thấy mệt được không chị không cảm thấy mệt rồi tiếp tục nhá bây giờ sẽ là đến cái phần trọng tâm nhất đó là phân tích về cái diễn biến tâm trạng này có thể là sau cái phần này chị sẽ xóa đi đấy nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị cố gắng nghe được không ạ như thế này sự thay đổi rõ rệt nhất có lẽ là ở nhân vật chàng à sẽ phân tích nhân vật chàng đầu tiên nhá như sau buổi sáng đầu tiên có vợ chàng cảm nhận có một cái gì mới mẻ trong người êm ái lừng lơ như người từ trong giấc mơ đi ra hôm nay dậy muộn anh chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi khác lạ chắc hẳn là những cảm xúc lạ lẫm bởi giờ đây chàng đã có vợ trở thành trụ cột gia đình bản tính ngờ nghệch khờ khảo của một của chàng trong buổi sáng nay đã thay đổi hẳn chúng ta đều có cảm giác như anh đã trưởng thành hơn trong cả nếp nghĩ và hành động anh biết để ý rồi ngắm nghía quang cảnh xung quanh căn nhà nhỏ của mình, nhà cửa, sân vườn được quét tước gọn gàng, đống quần áo vất bao ngày đã được giặt rũ sạch sẽ mang ra phơ phóng. Người phụ nữ với bộ quần áo rách như tổ đỉa ngày hôm qua nay đã trở thành người vợ hiền hậu đúng mực, đảm đang chăm chỉ, hạnh phúc dâng ngập ở trong lòng chàng. Kim Lân quả thực đã rất tài tình khi miêu tả diễn biến tâm lý của nhân vật này, rằng trong tâm tưởng của anh cu chàng nay đã nay đã thay đổi Biết bao sự thay đổi diễn ra rất nhanh Là bởi thời gian hay bởi bản tính của nhân vật Nhưng tác giả không khiến cho chúng ta ngỡ ngàng và choáng ngợp Mọi thay đổi của chàng đều được miêu tả từng chi tiết nhỏ nhất Tiết tấu của câu chuyện không giật cân bất ngờ Nhưng từng dòng văn lại thấm thấm thía khắc sâu vào trong tâm tưởng Kéo kéo lại bằng nụ cười trên môi bạn đọc Sau những phút nheo mày ngán ngầm Bởi cái đói cứ bám dai rằng Còn con người thì chật vật và khốn cùng Giờ đây, Tuy cái đói vẫn còn đó Nhưng con người đang lay lắt Nhưng những con người đang lay lắt kia nay đã có một nguồn sức mạnh mới Tràn đầy và nhiều hứa hẹn Sức mạnh ấy hiện ngay trong cảnh vật xung quanh ngôi nhà Tuy thật đơn giản bình thường Nhưng lại khiến chàng thấm thía cảm động Có lẽ chàng cũng chẳng thể ngờ Câu nói tầm phơ tầm phào lúc mệt nhọc Lại đem đến tổ ấm gia đình cho anh Khiến anh phải nghĩ đến những điều Mà trước đây anh chưa bao giờ mường tượng đến Bỗng nhiên hắn thấy hắn yêu thương Căn nhà của mình Hắn có một gia đình Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy Cái nhà như tổ ấm che mưa che nắng Và nhân vật bây giờ cũng tạm quên đi Cảnh nghèo đói thảm hại đang mùa vây Tình yêu, hạnh phúc gia đình đã thắp lên ngọn lửa Đã thắp lên ngọn lửa của bổn phận Trách nhiệm trong lòng chàng Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này Rõ ràng với tấm lòng khao khát yêu thương Chàng đã đứng vững để cùng vợ Cùng mẹ Thực hiện ước mơ đơn giản nhất của một con người đó là dựng xây mái ấm gia đình. Chẳng nghiêm túc, muốn là một người chồng tốt, là một người con hiếu thảo. Cuộc đời của chàng vốn chỉ toàn những nốt trầm lặng ê chề thì giờ đây, nhà văn Kim Lân đã rung lên những thanh âm rộn rã vui tươi hơn, cho phép bạn đọc chúng ta hy vọng về một tương lai sáng lạng và hạnh phúc hơn đối với con người này, gia đình này từ những thay đổi tích cực trong nếp nghĩ chàng tất yêu có sự thay đổi trong hành động à bắt đầu phân tích về nhân vật này đấy đúng không ạ hắn xăm xăm chạy ra giữa sân hắn cũng muốn làm một việc gì để góp phần tu sửa lại căn nhà bởi như nhà văn lý giải hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp nhà cửa cho quang quẻ nề nếp thì cuộc đời của họ có thể khác đi làm ăn có cơ hội khấm khá hơn không biết điều đó có thành sự thật hay không nhưng niềm hạnh phúc sự trưởng thành trong chàng là thật Tác giả không kể câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà đem đến cho bạn đồng sự thật về niềm hạnh phúc đơn sơ những ý nghĩa đối với đối với những số phận đang lay lắt vì đói, vẫn đang bấu víu vào nhau, vì nhau mà cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Và đúng là như vậy. Có một đốm lửa đang nhen nhóm sưởi ấm cho mái ấm gia đình kia. Đó là đốm lửa được thắp lên từ hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới cứ trở đi trở lại trong tâm trí của chàng. Một hình ảnh nhân văn quá đỗi, Nhà văn Kim Lân không chỉ thấu hiểu cảm thông với số phận khắc khổ khốn cùng mà ông còn đem đến cho họ con đường sống bằng sự đấu tranh, bằng tư tưởng cách mạng. Hình ảnh xuất hiện trong óc chàng có lẽ là nhận thức tất yếu sau những ngày thay đổi tích cực trong tâm lý và hành động. Những người dân lao động từ bóng tối hướng lên ánh sáng, giác ngộ lý tưởng cách mạng. Chàng và thị sau này rất có thể sẽ trở thành những chiến sĩ cách mạng tiên phong, đứng lên giành lấy cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân họ. Chàng và người vợ của mình sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với những bão tố của cuộc đời Bởi lẽ bây giờ, sau một cú rẽ ngang đột ngột Dường như cuộc đời chàng đã bước sang một trang mới với nhiều niềm tin, hy vọng và mong chờ Được không ạ? À? Các bạn ơi, à, chị ví dụ một cái đoạn ngắn là như vậy Đó là chúng ta phân tích nhân vật anh cũ chàng Tại sao mà chị lại bắt đầu với các bạn bằng văn xuôi chứ không phải là bằng thơ Nhiều bạn đang rất là thắc mắc vì chị nghĩ là năm vừa rồi thì các anh chị 2K2 đã thi vào Thơ rồi đúng không ạ Thế nên là chị nghĩ là cũng có cái khả năng năm nay Thì tỷ lệ và văn xuôi sẽ cao hơn Đấy là suy nghĩ của chị nhá Suy nghĩ cá nhân của chị thôi Được không ạ? Suy nghĩ cá nhân của chị thôi các bạn ạ Đấy thế nên là chị Chị nghĩ là, thế nên là chị đã lựa chọn cách Là bắt đầu với các bạn bằng văn xuôi hết Còn tất nhiên là trong cả cái hành trình của mình Thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn Hết tất cả mọi thứ và nếu như có thể uh, Thì các bạn có thể đăng ký khóa học của chị để có thể chị trở thành người đồng hành Cùng với các em, ok không nào ừ cố gắng lên nhá cố gắng lên cố gắng lên sau đó thì chúng ta sẽ phân tích uh, diễn biến của bà cụ tứ này phân tích diễn biến của người vợ nhặt này được không ạ và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái luận điểm khái quát bàn luận về tư tưởng sau đó chúng ta sẽ kết bài thì chị sẽ uh, hướng dẫn các bạn cái phần kết bài này trước nhá được không ạ như thế này phần kết bài của chúng ta chúng ta có thể làm như sau này thành công của nhà văn là thấu hiểu và phân tích được những trạng thái tâm lý tinh tế của nhân vật trong một hoàn cảnh đặc biệt biết vượt lên hoàn cảnh vẫn là một vẻ đẹp tinh thần của con người nghèo khổ cái thế vượt hoàn cảnh ấy trong khung cảnh buổi sáng hôm sau đã tạo nên nội dung độc đáo và cảm động của tác phẩm thông điệp của nhà văn kim lân là một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn tôi nhớ về ý nghĩ của nhân vật ba ven trong tiểu thuyết nổi tiếng thép đã tôi thế đấy hãy biết sống cả những khi cuộc đời trở nên không thể chịu được nữa và vợ nhặt là bài ca về tình người của những người nghèo khổ đã biết sống như những con người ngay giữa thời túng đói quay quắt. Thông điệp này đã được Kim Lân chuyển hóa thành một thiên truyện xuất sắc với cách xây dựng tình huống truyện và dẫn truyện độc đáo, đặc biệt là ngòi mút miêu tả tinh tế khiến cho tác phẩm mang chất thơ, thật cảm động và hấp dẫn. Ok chưa ạ? Thế là ở đây chị đã mượn thêm một cái câu chả gì ạ, một cái câu một cái một cái trích dẫn rất là nổi tiếng trong cái tác phẩm Thép đã tôi thế đấy, Thép đã tôi thấy đấy của nhân vật Ba Ven để có thể khép lại cái vấn đề. Chị mong là gì? Chị mong là với cái phần hướng dẫn nhanh của chị vừa rồi ở trong một cái đề à, về tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân với cái phần dẫn nhập này, với cái phần hướng dẫn các cái luận điểm ở trong cái dạng đề phân tích này này, thì chị mong là các bạn có thể có được những cái kinh nghiệm học văn cho mình. Đối với các bạn 2K2 vẫn chưa thi, thì đây là cơ hội để chúng mình xem lại, đúng không ạ? Ôn lại cùng với chị để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. À chúng ta bắt đầu học cùng với nhau ok không nào và chị mong rằng là à chị mong rằng là chúng ta sẽ có một cái hành trình thật tuyệt vời cùng với nhau và nếu như mà muốn đi cái hành trình đó sớm khởi động sớm bắt đầu sớm để nhận lại cái kết quả tốt đẹp cùng với chị thì hãy nhắn tin cho admin học văn à, à admin fanpage học văn chị yên để được tư vấn về khóa học nhé ok có một bạn, đó là bạn Đoàn Mai Trang đang hỏi chị về việc là à, cái tựa đề vợ nhặt gợi cho, cho chúng ta điều gì thì ở đây chị sẽ phân tích với các bạn một chút về cái phần này nhá. Trước tiên này, chúng ta thấy rằng là vợ nhặt là một cái tựa đề của tác phẩm rất là đặc biệt, đúng không ạ? Nghe lạ tai không các em? Cực kỳ lạ tai, đúng không? Và chúng ta đều nói rằng là cái việc đặt tên cho đứa con tinh thần của mình á là một trong những cái việc rất là quan trọng và Kim Lân là một người nghệ sĩ hiểu rõ hơn ai hết về điều này ok chưa nào thì đây chúng ta thấy này vợ nhặt ở đây là cái cụm từ được ghép bởi danh từ vợ và động từ nhặt được không ạ à? và chính vì cái ghép như thế này để định danh một loại vợ đúng không và chúng ta thấy rằng chính vì ghép giữa cái này mà từ nhặt ở đây từ động từ đã chuyển thành tính từ thường thì người ta nhắc tới người vợ người ta chỉ có vợ xinh, vợ đẹp vợ ngoan vợ hiền đúng không đây lại là vợ nhặt được không ạ à? định danh một loại vợ là vợ nhặt đúng không ạ à? chúng ta thấy cái từ nhặt này gợi cho chúng ta về cái gì ạ cái sự nhặt nhạnh ở ven đường à, không có giá trị cái sự rẻ rúng và cái nhan đề này đã gợi cho chúng ta về cái giá trị rẻ rúng của con người và đó cũng chính là cái cách mà bản thân kim lân muốn nêu ra cái tình huống chuyện ngay ở trong tựa đề của mình và gì ạ à? à là một cái tiếng nói truyền tải cái thông điệp đó là gì đó là lên án xã hội thời điểm lúc bấy giờ đã rẻ rúng cái số phận của người phụ nữ đến mức như vậy ok chưa nào được không ạ à? chúng ta thấy rằng là vợ nhặt ở đây cũng gợi ra về cái tình huống chuyện và đặc biệt tên gọi là vợ nhặt cũng gợi ra cho chúng ta cái sự tò mò muốn tìm hiểu xem là tại sao mà lại có một cái nhan đề nó đặc biệt đến như vậy thì đó là những cái dụng ý mà bản thân kim lân muốn đề cập tới ở đây ok chưa nhá thật ra là còn nhiều những cái hay ho hơn nhưng mà chị sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái khóa học online chị em mình học cùng với nhau được không? Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho chị. Cảm ơn các bạn 2K2 rất nhiều vì đã giới thiệu 2K3 cho chị. Cảm ơn các bạn 2K3 vì đã vào đây cùng với chị dành thời gian cho chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Ok không? Hãy nhớ là ngày hôm nay là ngày free ship sách cuối cùng đấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.